Không phải ốc nuôi nha cả nhà, có ốc nuôi nữa. Ba bung cho ăn trái cây, nuôi ăn cho ăn trái cây. Ăn cũng chất lượng lắm cả nhà. Không có sợ mà ăn tào lao. Thank you. Nước mắm trong. Mình ăn ăn con này nè. Nay lên chỗ làm rồi hả chị? Dạ đúng rồi. Ở làm nhưng mà ở tiệm á, như ở trong quê vậy đó. Hôm qua thì ở trong ruộng, trong nhà mẹ, ba mẹ. Bữa nay ra ngoài chỗ làm rồi, nhưng ở ngoài thành thị bởi vì xe chạy tới lui hoài á. Cảm ơn Dung nha, cảm ơn Lý Dung ghé Phương Lai nha. Cảm ơn cả nhà mình nha, chúc cả nhà mình buổi trưa vui vẻ. Đây là chắc buổi chiều luôn rồi, 2 giờ. Ăn con này là con anh của con hến. Anh của con hến chấm với nước mắm trong á, nước mắm trong mà cắt dài lát ớt vô cả nhà. Cái này mà trang với cơm ha, nè nước mắm trong này nè, ớt rồi trang với cơm, cái để con dẹm này vô nha. Nó bắt đầu ngon lắm luôn, cay cay mặn mặn, ngon, ngọt ngọt ngon. Con này ăn ngon, nó dai dai mà nó ngọt nữa. Phải nói là đồ đồng á, ăn nó ngon hơn đồ nuôi. Cái vỏ này nó bén lắm nè. Con này làm nó chui ở dưới, bị ở dưới đất á, cái mình bắt nó lên bự quá cả nhà, tùy theo chỗ mới có. Đây bự, con khoái ăn con này nè, nó dai hơn là con hến. Con hến ăn nó mềm hơn, nhưng mà có ở kết quả trong 10 phút cho bạn có thể quảng cáo cho một thương hiệu sản phẩm hoặc dịch vụ, gỡ bỏ sau khi bật